Xin chào tất cả các em, chào mừng các em đến với Anh ngữ Hathaway. Trước khi vào bài ngày hôm nay, cô sẽ kiểm tra bài cũ các em một chút nha. Các em còn nhớ về du thuyền mà bài hôm trước chúng ta đã học không? Oasis of the Seas. Cô sẽ có 3 câu hỏi nhỏ sau đây. Các em sẽ phải hoàn thành câu hỏi và sau đó chọn đáp án đúng dựa vào bài du thuyền ngày hôm trước nha. Câu đầu tiên. There are a school on the ship. Rồi, ở đây các em thấy a school có một cái trường thôi, thì chúng ta sẽ dùng to be, số S sẽ là is. Đúng rồi. Is there a school on the ship? Có một cái trường học ở trên tàu không? Rồi, các em nhớ trong bài trước nha, trên tàu có một cái thư viện nhưng mà không có trường học. Vậy câu trả lời sẽ là no, there isn't. Right? Ok. Câu số 2. There are any swimming pools? Đằng sau chúng ta thấy swimming pools có S ha, thì chúng ta sẽ dùng to be là am, is hay là are. Đúng rồi, khi số nhiều chúng ta nhớ sử dụng to be là are. Are there any swimming pools? Có hồ bơi không? Yes, there are, right? Chúng ta chọn đáp án A. Yes, there are. Câu số 3. How many cafes and restaurants? They're on the ship. Câu này chúng ta thấy cafes and restaurants số nhiều ha, to be sẽ phải là are. Ok. How many cafes and restaurants are there on the ship? Có bao nhiêu quán cà phê và nhà hàng trên con tàu? Yes, there are 20. Đáp án B. Vậy là sau khi trả lời được 3 câu hỏi này thì các em cũng đã nhớ lại một phần nào về kiến thức của bài hôm trước chúng ta đã học đúng không? Và các em có thể nhìn thấy vào những câu hỏi is there, are there and how many. Và đó cũng chính là chủ đề của chúng ta ngày hôm nay. Nào, chúng ta cùng vào bài thôi. Let's get started. Các em hãy viết tên đề bài ngày hôm nay. Unit 1, Towns and Cities. Lesson 3, Language Focus. Chúng ta sẽ đi đến phần đầu tiên của bài học ngày hôm nay, Grammar. Bài hôm trước thì chúng ta đã học qua về cấu trúc there is và there are rồi đúng không? Ngày hôm nay cô sẽ nhắc lại một chút nha các em. Đầu tiên là về cấu trúc there is, có nghĩa là có. Đầu tiên là thể khẳng định, affirmative, các em thấy dấu cộng nè, và biết là thể khẳng định ha. Chúng ta sẽ dùng there is cộng với a hoặc là an, cộng với singular noun. There is cộng với a hoặc an, cộng với danh từ số ít. Và các em hãy nhớ nè, đối với những danh từ bắt đầu bằng chữ cái là you, e, o, a, i thì các em sẽ phải dùng an ha. Example, there is an apple. Ok, cô có ví dụ sau đây. There is a pen on the desk. Có một cái bút ở trên bàn. Tiếp tục sang thể phủ định. There is cộng với not cộng a an cộng với danh từ số ít, singular noun. Example, there is not a buffalo in the rice field. Không có một con trâu nào ở trên ruộng. Phủ định thì các em chỉ cần thêm not đằng sau to be thôi ha. Và các em nhớ cho cô is not thì chúng ta sẽ có thể viết tắt thành isn't. Tiếp theo đến thể nghi vấn. Nghi vấn thì chúng ta sẽ đảo to be lên trước there ha. Is there cộng với a an cộng với danh từ số ít, singular noun. Rồi trả lời yes there is, no there isn't. Ok. Example, ví dụ. Is there an eraser in your school bag? Có một cái cục tẩy ở trong cặp của bạn không? No there is not. Or no there isn't. Ok. Các em thấy ở đây danh từ eraser, cục gôm thì bắt đầu bằng chữ y nên chúng ta sẽ dùng an ha. Chúng ta sẽ sang cấu trúc there are, cũng có nghĩa là có. Nhưng mà các em nhìn thấy từ are này, to be là are thì các em sẽ chắc chắn ngay đó là chúng ta sẽ phải dùng với danh từ số nhiều. Đúng rồi. Đầu tiên chúng ta sẽ đi đến thể khẳng định. Thể khẳng định sẽ là there are cộng với danh từ số nhiều, plural noun. Example, there are 3 apples in the picnic basket. Có 3 quả táo ở trong cái giỏ dã ngoại.
Sau there are các em có thể thêm số lượng của đồ vật vào ha. Và sau đó nhớ cho cô, danh từ phải ở dạng số nhiều. Tiếp tục là thế phủ định. Các em sẽ thêm not đằng sau to be, đằng sau are. There are not cộng với any cộng với plural noun. Đây thì các em lại nhớ lại ngày hôm trước chúng ta đã học về any. Nhớ cho cô, any chúng ta sẽ dùng với thể phủ định và thể nghi vấn nhá. Rồi đằng sau not chúng ta sẽ nhớ thêm any vào cho cô. Và sau đó cộng với danh từ số nhiều, plural noun. Ví dụ nè, there are not any books on the desk. Không có cuốn sách nào ở trên bàn cả. Được chưa? Ở đây are not thì chúng ta có thể viết tắt thành aren't. There aren't any books on the desk. Và nhớ cho cô, sau danh từ đi sau thì nhớ phải có ở dạng số nhiều ha. Các con thêm books này, thêm s nè ha. Tiếp tục chúng ta sẽ sang thể nghi vấn thì sao. Thể nghi vấn tiếp tục là chúng ta sẽ đảo to be lên trước. Are there cộng với any cộng với danh từ số nhiều, plural noun. Trả lời yes there are or no there aren't. Ví dụ, are there any swimming pools on the ship? Có bể bơi ở trên tàu không? Yes, there are. Và khi học cấu trúc there này thì chúng ta sẽ học luôn cấu trúc hỏi số lượng nha các em. Để hỏi số lượng một vật nào đó, chúng ta sẽ dùng cấu trúc how many. Bao nhiêu hả? How many, và nhớ sau how many phải cộng với danh từ dạng số nhiều, plural noun cho cô, cộng với are there. Cô có ví dụ, how many chefs are there on the ship? Có bao nhiêu đầu bếp ở trên tàu? Thấy không, các em thấy không? Để hỏi bao nhiêu thì chúng ta dùng cấu trúc là how many cộng với danh từ số nhiều là chefs. Nhớ chefs phải có s ha. Chefs are there. Và trả lời là số lượng của đồ vật ra. There are 50 chefs. Có 50 đầu bếp. Vậy là chúng ta đã học về cấu trúc there is nè, cấu trúc there are và cách hỏi số lượng. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài tập để chúng ta luyện tập thêm nha. Các em hãy nhớ like, share và subscribe, đăng ký kênh để cô có thêm nhiều động lực để ra thêm nhiều bài giảng bổ ích cho các em nữa nhé. Cô có những quy tắc sau đây, rules. Và mỗi quy tắc này, các em sẽ phải chọn một từ đúng để hoàn thành quy tắc sau đây. Chúng ta tất cả là có 4 quy tắc ha. Rồi, quy tắc đầu tiên, we use some or any in questions. Chúng ta sử dụng some hay là any trong câu hỏi nhỉ? Chúng ta sử dụng some trong câu khẳng định, affirmative. Còn any thì chúng ta sẽ dùng cho phủ định hoặc là nghi vấn. Nghi vấn thì chính là câu hỏi rồi. Vậy là ở đây chúng ta sẽ chọn any. We use any in questions. Tiếp tục số 2. We use yes there is and no there isn't with singular nouns or plural nouns. Chúng ta sẽ sử dụng yes there is and no there isn't với danh từ số ít hay là danh từ số nhiều. Các em lại nhớ cho cô, khi to be là is thì chắc chắn phải dùng với danh từ số ít. Đúng rồi, singular nouns ha. We use yes there is and no there isn't with singular nouns. Okay? Câu số 3. We use yes there are and no there aren't with singular nouns or plural nouns. Chúng ta sẽ sử dụng yes there are and no there aren't với danh từ số ít hay là danh từ số nhiều. Cô lại nhấn mạnh thêm một lần nữa ha. Khi chúng ta thấy to be là are thì chắc chắn sẽ phải là dùng với danh từ số nhiều, plural nouns ha. We use yes there are and no there aren't with plural nouns, danh từ số nhiều. Quy tắc cuối cùng số 4, we use how many with singular nouns or plural nouns. Nhớ cho cô, trong câu hỏi how many thì đi sau how many chúng ta phải cộng với danh từ số nhiều, danh từ ở dạng số nhiều ha. We use how many with plural nouns. Rồi các em hãy chữa vào trong sách nhé. Tiếp theo chúng ta đến bài tập matching from 1 to 6 with A to F to make questions. Then write answers about your town or city.
Các em sẽ nối từ 1 đến 6 với những chữ cái A đến F để tạo thành một câu hỏi hoàn chỉnh. Và sau đó các em sẽ trả lời, tự trả lời về thành phố của mình. Câu 1, is there? Các em thấy có is there? Thì chúng ta sau đó phải cộng với danh từ số x, đúng không? Chúng ta xem từ A đến F thì ở đâu có danh từ số x nào các em? Danh từ số x có ở câu B, câu C và câu E. Nhưng mà câu B có ở rồi không được. Câu C được ha, Sports Center, đúng rồi. Thì đáp án sẽ là C, một nối với C. Is there a sports center? Có một cái trung tâm thể thao không? Đấy, các em sẽ tự trả lời về thành phố của mình. Ở nơi của các em có một trung tâm thể dục thể thao này không? Có, nếu có thì các em sẽ trả lời là yes, there is. Còn nếu không có thì các em sẽ trả lời no, there isn't. Rồi, vậy là chúng ta hiểu cách làm rồi ha. Tiếp tục câu số 2. Các em nhìn thấy câu hỏi are there, nhớ cho cô là phải có từ any. Vậy chỉ có câu F là có any thôi. Chúng ta sẽ chọn là F. Are there any 5-star hotels? Có khách sạn 5 sao nào không? Nếu ở nơi các em ở có thì các em sẽ trả lời là yes, there are. Còn nếu không có sẽ trả lời là no, there aren't. Câu số 3, is there an? Đấy, is there là hỏi số x nè. Hỏi số x mà đã có an rồi thì chúng ta thấy có danh từ bắt đầu bằng chữ O là câu Y ha. Is there an old part? Trong thành phố của các em thì có một nơi nào rất là lâu đời không? Một nơi khu vực cổ kính nào không? Nếu có thì các em sẽ trả lời là yes, there is. Không sẽ trả lời no, there isn't. Ok. Câu số 4, how many? Cấu trúc hỏi how many nè, đằng sau đó phải là danh từ số nhiều. Thì chúng ta thấy danh từ số nhiều ở đây và phải có are there. Thì chỉ có câu A là phù hợp thôi ha. How many people are there? Có bao nhiêu người ở đó? À, cái này có thể các em sẽ phải tìm hiểu ha. Có bao nhiêu người ở thành phố của các em? Rồi trả lời là there are cộng với số lượng người vào, people in my city, được không? Câu số 5, is there? Tiếp tục là chúng ta sẽ hỏi số x, đúng không? Số x mà ở đây chưa có ở ẩn thì chúng ta sẽ tìm cái câu tiếp theo phải có ở hoặc ẩn. Thì chỉ có câu B là nó phù hợp thôi. Is there a good school? Có một trường học tốt ở nơi các em sống không? Nếu có thì sẽ trả lời là yes, there is. Hoặc không thì sẽ là no, there isn't. Câu cuối cùng, are there any bridges? Đúng không? Còn một câu thôi, are there any bridges? Có cái cầu nào không? Yes, there are. Còn nếu không thì sẽ là no, there aren't. Rồi, vậy là chúng ta hoàn thành xong bài này và chúng ta đã nhớ thêm được một chút về cấu trúc there is và there are rồi ha. Tiếp tục, chúng ta sẽ đến bài tiếp theo. You have to complete the questions with is there, are there, and how many. Các em sẽ phải hoàn thành những câu hỏi sau đây cùng với is there, are there, hoặc là how many. Thì nhớ cho cô ha, nếu đằng sau nó có ở ẩn thì chúng ta dùng is there. Đằng sau nó mà có any, danh từ số nhiều thì chúng ta dùng are there. Còn họ đằng sau đó là danh từ số nhiều thì chúng ta dùng how many, đúng không? Đây chính là cái tip để làm cái bài này. Rồi có 5 câu ha, chúng ta cùng sửa nha. Câu số 1, chúng ta thấy có any đằng sau nè, nhớ cho cô ngay là từ gì đây? Are there, đúng rồi. Are there any trees in your town or city? Có cây cối ở thành phố hay thị trấn của bạn không? Tiếp tục câu số 2, các em thấy có ở ẩn nè, một thì chắc chắn chúng ta sẽ dùng is there ha. Is there a park or a sports center? Có một cái công viên hay là một trung tâm thể thao không? Câu số 3, chúng ta đằng sau thấy có danh từ số nhiều nè, swimming pools are there, đúng không? Thì sẽ là cấu trúc hỏi how many, số lượng bao nhiêu, đúng rồi. How many swimming pools are there? Có bao nhiêu bể bơi? Câu số 4, any, thấy any exciting places, sẽ hỏi are there ha? Are there any exciting places for young people? Có địa điểm nào thật sự hứng thú dành cho những người trẻ không? Câu số 5, các em thấy đằng sau danh từ là ở dạng số nhiều, people,
thì chúng ta sẽ dùng cấu trúc hỏi số lượng bao nhiêu. How many people live in your town? Có bao nhiêu người sống ở thị trấn của bạn? Chúng ta đến phần tiếp theo của bài học ngày hôm nay. Definite and zero article. Mạo từ xác định hoặc là không dùng mạo từ. Rồi quy tắc là như sau. We use the to talk about a particular thing. Chúng ta sẽ dùng mạo từ xác định the để nói về một vật cụ thể nào đó. Đấy, khi nói về một vật cụ thể thì có nghĩa xác định vật đó rồi đúng không? Thì chúng ta sẽ dùng mạo từ xác định the. We use zero article to talk about things in general. Chúng ta sẽ không dùng mạo từ để nói về những thứ chung chung. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang bài tập rồi các em sẽ hiểu thêm về cái mạo từ xác định và không dùng mạo từ này nha. Complete the sentences with the or zero article. Chúng ta sẽ dùng mạo từ xác định the hoặc là không dùng gì hết. Các em cứ nhớ cho cô, một vật cụ thể nào đó chúng ta dùng the. Còn khi nói về những thứ chung chung thì chúng ta không dùng mạo từ nào hết. Câu số 1. There are a lot of things to do on dot 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 cruise ship. Có rất là nhiều thứ để làm ở trên du thuyền. Du thuyền này là một vật xác định đúng không? Chúng ta xác định đó là cái du thuyền này. Thì chúng ta dùng mạo từ the. There are a lot of things to do on the cruise ship. Ok. Câu số 2. I go running in the dot 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 park near my house. Tôi chạy trong một công viên mà gần nhà tôi. Công viên gần nhà tôi là xác định đúng không? Chúng ta xác định là cái công viên đó. Thì chúng ta dùng mạo từ the. I go running in the park near my house. Tiếp tục câu số 3. I think dot 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 climbing is an exciting sport. Tôi nghĩ leo núi là một môn thể thao rất là hứng thú. Leo núi thì là một cái gì đó rất là chung chung rồi. Chúng ta không dùng mạo từ gì hết ha. Câu số 4. My dad likes cooking dot 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 food. Bố tôi thích nấu ăn. Thích nấu ăn thôi. Chúng ta không xác định được món ăn nào đúng không? Chung chung thì chúng ta sẽ không dùng mạo từ ở đây. Câu số 5. There are lots of boats at dot 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 Cái Răng Floating Market. Có rất là nhiều thuyền ở trên chợ nổi Cái Răng. Chợ nổi Cái Răng ở Cần Thơ. Ở đây người ta xác định rõ chợ nổi tên là Cái Răng luôn rồi đúng không? Thì chúng ta sẽ dùng mạo từ xác định là the. There are lots of boats at the Cái Răng Floating Market. Cô sẽ tổng kết lại nè. Khi chúng ta dùng để nói về một vật nào đó xác định cụ thể thì chúng ta dùng mạo từ xác định the. Còn khi chúng ta nói về một thứ gì đó chung chung thì chúng ta sẽ không dùng mạo từ. Let's design the dream amusement park. Hãy thiết kế một công viên giải trí trong mơ của em. Các em sẽ sử dụng những cấu trúc mà hôm nay chúng ta đã học. There is and there are. Có một cái gì đó. Ví dụ, there are some swimming pools in my dream amusement park. Đấy, something like that. Bài tập này các em sẽ tự làm. Các em có thể chia sẻ cho cô cùng với các bạn khác bằng cách là comment ở phần bên dưới video này nhé. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Các em nhớ học lại những phần cấu trúc mà hôm nay chúng ta đã học. There is, there are và cấu trúc how many. Hãy miêu tả về cái công viên giải trí trong mơ của mình và trong vở tập. Và sau đó chuẩn bị cho bài học tiếp theo. Các em hãy nhớ like, share và subscribe đăng ký kênh để cô có thêm nhiều động lực để ra thêm nhiều bài giảng bổ ích cho các em nữa nhé. Goodbye class, have a nice day.